bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Kẻ cướp trong nhà khó đề phòng. Từ kiếp vô thủy xa xưa đến nay, sáu căn của người phàm phu cứ chạy theo ngoại cảnh, tức là lục trần, mà tìm thanh kiếm sắc, tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp bất tịnh. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của con người thì giống như sáu kẻ gian làm mối lái cho giặc. Chúng dẫn bọn cướp vào nhà lấy hết tất cả tài sản quý giá nơi căn nhà tự tánh của chúng ta. Chúng ta cho rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là những thứ giúp đỡ mình. Kỳ thực, sáu thứ này là sáu vật rất xấu xa. Chúng dẫn kẻ gian vào nhà cướp đoạt hết pháp bảo tự tánh của chính mình, mà mình vẫn không hay không biết. Quả thật là kẻ cướp trong nhà khó đề phòng. Bây giờ hãy nói về mắt và tai. Nhãn bất kiến, khẩu bất sàm, nhĩ bất thính, tâm bất phiền. Nghĩa là mắt không thấy thì miệng không thèm thuồng, tai không nghe thì lòng không phiền não. Khi trông thấy người khác ăn những thứ thức ăn ngon lành thì tự nhiên mình có ý muốn nếm thử, rồi sinh lòng tham ăn. Khi nghe thấy lời hay ho, mình sinh lòng vui thích. Còn nghe thấy những lời trái tai nghịch ý thì sinh giận dữ. Các bạn đừng cho rằng mắt là vật tốt giúp mình nhìn thấy, bởi vì chính do sự giúp đỡ của mắt mà sinh ra đủ thứ phiền não. Như khi mắt nhìn thấy sắc đẹp thì mình sinh lòng tham sắc đẹp, tham tới mức là mình đạt được nó thì lòng sinh phiền não, mà không đạt được nó thì cũng sinh phiền não. Ngay cả mũi, lưỡi, thân, tư tưởng hay ý niệm cũng đều như vậy. Chúng khiến mình phát sinh đủ thứ phiền não, mà một khi phiền não nảy sinh là mình mất đi pháp bảo tự tính. Nên nói rằng, thiên nhật khảm xài nhất thiêu tận, ngàn ngày trẻ củi, một ngày đốt sạch. Cũng vậy, mình tu dưỡng công phu thiền định cả ngàn ngày, nhưng đến khi đạt được cảnh giới khinh an tự tại rồi, thì đột nhiên chỉ vì khởi một niệm phiền não mà bao nhiêu công phu đều tiêu tan cả. Nên có câu, tinh tinh chi hỏa, thiêu tận công đức chi lâm. Nghĩa là, một đốm lửa nhỏ có thể thiêu sạch cả rừng công đức. Cho nên, người tu đạo cần phải nhãn quán hình sắc nội vô hữu, nhĩ thính trần sự tâm bất chi. Nghĩa là, mắt nhìn hình sắc lòng không động, tai nghe thế sự giả chẳng hay. Phải có được định lực như thế thì mới không bị người ta tới cướp của quý trong nhà. Nếu không thì suốt ngày các bạn sẽ theo sáu căn và sáu trần, tâm hướng ra ngoài mà chạy, chẳng biết hồi quang phản chiếu, và như thế gọi là lậu, có nghĩa là phiền não. Khi có lậu thì cứ luân lạc mãi trong ba đường ác, chẳng có kỳ hạn chấm dứt, như thế há chẳng đáng sợ sao? Muốn đoạn trừ phiền não, trước tiên chúng ta phải truy tìm căn nguyên của phiền não. Đức Phật dạy rằng, sáu thức chính là giặc trong nhà. Bởi có sáu căn cấu kết với sáu trần nên sinh ra sáu thức, rồi vì thế mà khởi hoặc tạo nghiệp, trở nên mê mờ, gây ra đủ thứ ác nghiệp. Cho nên sáu căn chính là kẻ môi giới dẫn dắt chúng ta tạo ra những việc ác. Gia bảo trong nhà mình là gì? Gia bảo của mình chính là chân tâm thường trụ hay Như Lai tạng với tánh giác mầu nhiệm sáng suốt, chứ không phải là thứ tiền tài vật chất có hình có tướng của thế gian. Tự tánh thì đầy đủ Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, và chính là thứ tài bảo chân chính. Ngoài ra, siêng năng tu học giới định huệ, hoàn thành tam vô lậu học, cũng là pháp bảo chân chính của chúng ta. Có người nói, thứ tài bảo này, tài sản quý báu mà thầy nói không thể nhìn thấy thì làm sao tôi tin được. Người này cũng chẳng đáng trách, bởi vì tài bảo này thì không có hình tướng, nên chẳng thể nào thấy được. Tuy nhiên, mình vẫn có thể cảm nhận được nó. Người có huệ căn thì sẽ biết được ngay, còn kẻ không có huệ căn thì chẳng thể biết được. Đó là vì huệ căn chưa thuần thục, chín chắn, cho nên họ không thể sinh khởi lòng tin, và cũng không thể có sự hiểu biết rõ ràng được. Ha ha ha, 问什么的说呵。